Ok, hello anh em, mình là Hiếu và đây là Hiếu Nguyễn của Sao Việt TV. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục được theo dõi một trận đấu 2-2 trong con game điện thoại di động Aqua3. Và hai đối thủ chúng ta sẽ là hai người chơi ở level 20 và 21. Và người bạn đồng minh chúng ta sẽ là một người chơi ở level 21 nha anh em. Như vậy là chỉ có một mình chúng ta là ở răng vàng thôi. Một người chơi ở level 18 và đang phải đối đầu với những đối thủ ở level rất cao, level 20 và 21 anh em. Chúng ta đang cố gắng triển khai thật nhanh các tòa nhà và cố gắng sản xuất ra những đơn vị lính bộ binh đầu tiên để có thể kiểm soát được tốt bản đồ. Và đồng minh ta đã có được những đơn vị lính bộ binh đầu tiên rồi. Thật sự là những người chơi ở level cao hơn và đặc biệt là rank kim cương thì họ có thời gian triển khai tốt hơn chúng ta, và chắc chắn rằng sẽ có được những đơn vị lính bộ binh rất sớm anh em. Chúng ta đến bây giờ mà mới có được một đơn vị lính bộ binh đầu tiên thôi, mãi phải đến giây thứ 45 thì chúng ta mới có được một đơn vị lính đầu tiên. Và vẫn đang cố gắng kiểm soát thật tốt bản đồ và chiếm lấy được các thùng tài nguyên còn lại trên bản đồ anh em ơi. Một phút đã trôi qua và đã có những sự đụng độ với bộ binh xanh rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng lực lượng bộ binh xanh thật sự là những đơn vị lính rất tinh nhuệ anh em, với khả năng bắn rocket và lực đam rất tốt và đồng thời là lực mẫu rất trâu. Ở đầu game mà chúng ta cứ đem lính bộ binh ta solo với lực lượng bộ binh xanh thì chắc chắn là không bao giờ lại cả anh em ơi. Chúng ta chỉ có tốc độ nhanh hơn thôi, và đặc biệt là có khả năng ẩn nấp trong rừng anh em. Một ưu thế đối với bộ binh lực lượng quân chúng ta đó chính là tốc độ. Cố gắng di chuyển và tránh né như là bắn rocket từ phía lực lượng quân xanh. Đã có hai thùng tài nguyên lớn xuất hiện ở trên bản đồ rồi. Một thùng tài nguyên ở phía giữa bản đồ và đồng thời là một thùng tài nguyên ở góc 2 giờ. Chúng ta có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn chiếm lấy được thùng tài nguyên lớn ở khu vực này rồi anh em. Lực lượng quân xanh đặc biệt đã có khá nhiều các đơn vị lính bộ binh và chúng ta bắt đầu triển khai các đơn vị tăng hai. Chúng ta cần phải tiếp cận vào vị trí của thùng tăng nguyên lớn ở khu vực phía dưới bản đồ, cố gắng chiếm lấy nó thôi. Đã xuất hiện rồi, cần phải có thêm các đơn vị tăng hai để còn nếu như lực lượng quân xanh có những đơn vị tăng phun lửa thì chúng ta vẫn còn có cái gì đó mà chơi anh em. Đồng thời chúng ta đã tiếp cận vào vị trí của căn cứ lực lượng quân xanh làm. Lên nhà rất nhanh anh em ơi, và dường như họ đang cố gắng nâng cấp cho chính lên level 3. Chỉ có hơn 2 phút thôi, có lẽ chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn rồi. Lực lượng quân xanh đã có khá nhiều cái đơn vị lính bộ binh và đang cố gắng chiếm lấy được thùng tài nguyên lớn ở phía dưới bản đồ. Đồng minh chúng ta đã chiếm được rồi, quá tuyệt vời đồng minh ơi. Như vậy là quân xanh đã kéo xuống một đơn vị tăng phun lửa rồi, quá rõ ràng anh em ơi. Chúng ta phải cố gắng di chuyển và tránh né như là bắn rocket từ phía lực lượng bộ binh xanh, và đồng thời là tránh né như là phun lửa từ phía tăng phun lửa từ phía lực lượng quân xanh anh em. Tầng hai chúng ta di chuyển khá chậm chạp với lực đàm bằng hai khẩu súng bắn liên tục và đang cố gắng tiêu diệt và phá hủy một đơn vị tăng phun lửa từ phía lực lượng quân xanh trước khi nó có thể tiêu diệt bớt tất cả các đơn vị lính bộ binh ta. Thật sự là một đơn vị lính quá tinh nhuệ từ phía lực lượng quân xanh với khả năng tiêu diệt bộ binh rất tốt anh em. Đồng minh chúng ta đã kéo xuống rồi, dường như bạn ấy đã muốn hỗ trợ chúng ta chiếm lấy thùng tài nguyên này anh em. Thật sự là những người bạn quá tuyệt vời, những người anh em rất tốt, luôn sát cánh với nhau và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần anh em ơi. Đồng minh chúng ta đã lên nhà rất nhanh, có lẽ là đang nâng cấp cho chính lên level 3. Đã có được 5 nhà, 6 nhà rồi anh em ơi, như vậy là đang nâng cấp cho chính lên level 4 rồi. Chúng ta vẫn còn lẹt đẹp ở level 2. Đã hơn 3 phút trôi qua, gần đến phút thứ 4. Lực lượng quân xanh cũng đã lên nhà rất nhanh, và có thể lực lượng của quân xanh sẽ sản xuất ra những đội bộ tăng rớt thân thánh thôi. Chúng ta cần phải nhanh chóng nâng cấp để chỉnh lên level 3, và cần phải có những đơn vị tăng gia gua thì mới đủ sức đối kháng lại đối với những đội tăng rớt từ phía lực lượng quân xanh. Vẫn đang cố gắng hết sức mình anh em ơi. Tuy nhiên thì vẫn còn phải xây dựng ra các công sự quan trọng trước đã. Đồng minh chúng ta đã lên kết nha, chính là level 4 thành công rồi. Bạn ấy có lẽ sẽ sản xuất ra những đơn vị không quân kết hợp với tăng Jaguar và cả tăng khói nếu như cần thiết anh em. Ở video trước thì chúng ta đã có một trận đấu mà chúng ta đã cố gắng hết sức mình, nhưng không thể vượt qua hai đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ ở level rất cao, trong khi đồng minh ta là người chơi ở level 14 thôi. Tuy nhiên bây giờ khi chúng ta được sát cánh với một người đồng minh ở level 21 thì chúng ta có lẽ là sẽ tự tin hơn rất nhiều anh em.
Lực lượng xanh đã khá là yên tĩnh và có lẽ là họ đang tập trung nâng cấp nhà rồi. Nâng cấp nhà chính lên level 4. Nâng cấp nhà sản xuất xe chuyên dụng và đồng thời là nhà sản xuất xe cơ giới đấy em. Có lẽ là sẽ sử dụng những đơn vị tăng rớt kết hợp với các đơn vị tăng bắn tên lửa rồi. Hoặc cũng có thể là sử dụng những đơn vị xe khiêng tăng thêm lực giáp cho các đơn vị tăng rớt kết hợp với các đơn vị lính của họ thôi em. Chúng ta đang cố gắng di chuyển các đơn vị tăng 2 vòng lên phía trên đến với điểm A. Sẽ làm một cái gì đó nè. Quân xanh đã có được những đơn vị chiến đấu cơ đầu tiên. Và có lẽ là đang cố gắng trinh sát căn cứ chúng ta và đồng minh rồi. Ngay lập tức thì bay của đồng minh chúng ta cũng đã bay lên. Đây rồi. Bắt đầu là chạm chạm trên không anh em ơi. Và ngay lúc này chúng ta đang cố gắng bắn phá và phá hủy ngay lập tức một lô cốt phòng thủ bộ binh từ phía lực lượng quân xanh với ba đơn vị xe 2. Cố gắng bắn phá và làm một điều gì đó thôi. Đụng độ với không quân bên phía lực lượng quân xanh rồi. Tăng 2 đang cố gắng di chuyển em ơi. Chúng ta không phải gây thiệt hại về tài nguyên bên phía lực lượng quân xanh ngay lập tức. Thành công rồi. Rút lui thôi. Quân xanh đã điều ra cả đơn vị tăng rớt rồi. Rút lui thôi. Chúng ta vừa tổn thất một đơn vị tăng level 2. Tuy nhiên thì đổi lại thì lực lượng quân xanh đã mất đi một lô cốt phòng thủ bộ binh. Cũng coi như là chúng ta đã có lời rồi anh em ơi. Chúng ta đã nâng cấp nhà chính lên level 3 thành công. Và đang cố gắng nâng cấp nhà sản xuất xe cơ giới lên level 3. Chúng ta cần phải có thêm những đơn vị tăng Jaguar. Và đồng thời chúng ta vừa nhắc nhở chúng ta cần phải lên xe phòng không và chắc chắn rồi. Khi lực lượng quân xanh đã có được những đơn vị chiến đấu cơ thì chúng ta buộc phải có những đơn vị xe phòng không để có thể phòng thủ được bầu trời. Hỗ trợ lực đạm cho các đơn vị phòng không cũng như không quân từ phía đồng minh ta. 7 phút đã trôi qua. Tình hình vẫn đang là rất yên ắng. Và thùng tăng nguyên lượng lại sắp xuất hiện ở phía giữa bản đồ. Với một bản đồ mà không có đường biển, chỉ có những trận đấu trên bộ như thế này thì thực sự là chúng ta cần phải dùng lực đạm về bộ binh rất nhiều. Và đồng thời thì cũng cần phải có những đơn vị xe khói chỉ chẳng tầm nhìn kết hợp với tăng 3 thì mới đủ lực để có thể tấn công và tiêu diệt bớt các đơn vị tăng rớt thân thánh từ phía lực lượng quân xanh. Và có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng những đơn vị chiến đấu cơ kết hợp với máy bay ném bom chiến lược Albatross để có thể phá hủy được căn cứ lực lượng quân xanh ngay lập tức anh em. Quân xanh đã sản xuất và đề phòng ra những đơn vị phòng không rồi. Họ có máy bay chiến đấu và bây giờ là xây dựng những tháp phòng không kết hợp với xe phòng không anh em. Có lẽ là thùng tăng nguyên lớn sẽ sắp xuất hiện ở khu vực phía giữa bản đồ thôi. Chúng ta cần phải mau chóng đặt thêm các bãi mìn chống bộ binh kết hợp với chống tăng ngay lập tức anh em. Phút thứ 8 rồi. Hảo thủ ta là hai người chơi ở level khá cao và họ có lô đánh rất thâm trọng anh em. Chúng ta đồng đội với các đơn vị chiến đấu cơ từ phía lực lượng của sành. 4 đơn vị chiến đấu cơ anh em ơi. Và họ đã ngay lập tức phá hủy một đơn vị xe nhiễm của chúng ta. Như vậy là thùng tài nguyên đã xuất hiện ở phía dưới góc 5 giờ, góc 7 giờ đây mày. Chúng ta cần phải di chuyển xuống phía bên dưới này thôi và cần phải chiếm lấy được thùng tài nguyên. Trong những trận đấu mà chúng ta ở kèo dưới như thế này thì việc chiếm tài nguyên là rất cần thiết và bắt buộc phải chiếm được tài nguyên em. Quân xanh đã di chuyển các đơn vị tăng rớt kết hợp với xe khiêng ra phía bên ngoài rồi. Và có cả xe phòng không kết hợp với lính bè. Phút thứ 9. Và chắc chắn là sẽ có một sự đụng độ để có thể tranh giành lại được một thùng tài nguyên ở khu vực phía dưới góc 7 giờ đây mày. Chúng ta đã liên tục sản xuất thêm các đơn vị xe phòng không và liên tục trải ra khắp bản đồ. Cố gắng kiểm soát lấy tầm nhìn và đồng thời là bảo vệ trên không. Đồng minh chúng ta lại tiếp tục nâng cấp nhà sản xuất xe chuyên dụng lên level cao hơn và có lẽ là sử dụng những đơn vị xe khói là cần thiết vào lúc này. Không quân chúng ta và đồng minh đang cố gắng hết sức mình ném bom anh tạc vào căn cứ lực lượng của sành. Đồng đội trên không rồi. Amatrop đang cố gắng tìm vị trí ném bom. Bị các đơn vị chiến đấu cơ bên phía lực lượng của sành cố gắng tiêu diệt anh em ơi. Mất đi 2 Amatrop rồi. Chúng ta đã cố gắng ném bom và phá hủy đi
Tòa nhà sản xuất xe chuyên dụng bên phía lực lượng Busan, nhưng có lẽ là không đủ lực đạp và lại mất đi đến hai đơn vị mày ném bom Abachop. Busan đang cố gắng tiến công rồi đây mày, chúng ta cần phải rút lui ngay mà lúc rồi. Chúng ta đã chiếm được thùng tài nguyên, tuy nhiên thì đang đụng phải rất nhiều cái đơn vị thằng gió thần thánh từ phía lực lượng Busan, và họ được sự hỗ trợ của những đơn vị lính phúc lửa kết hợp với xe khiên. Chúng ta đã mất ngay lập tức một đơn vị thằng Jaguar và rất nhiều cái đơn vị lính bộ binh. Nguy to rồi. Có lẽ là quân xanh đang muốn tiến công vào căn cứ ta luôn đây rồi. Thôi đây mày, chúng ta vẫn có những đơn vị tăng Jaguar, xe phòng không và cả xe 2, và vẫn đang cố gắng sản xuất thêm những đơn vị lính Bayuka và cố gắng phòng thủ căn cứ ngay lập tức thôi. Có lẽ là một đợt tấn công sớm, một cơn sóng khổng lồ từ phía lực lượng quân xanh và căn cứ ta hoạt động mình rồi đây mày. Và mục tiêu của họ là căn cứ ta, và ngay lập tức thì không quân đồng minh ta đã có xuất kích rồi. Busan có khá nhiều các đơn vị xe rớt kết hợp với xe khiên, và đồng thời là lính bộ binh bè, lính phun lửa đây mày. Cố gắng di chuyển và bắn phá vào các đơn vị xe rớt và xe khiên từ phía lực lượng Busan ngay lập tức rồi. Tăng dân của đã chống càng lên, và chúng ta đang cố gắng hết sức mình để có thể vào được căn cứ chúng ta rồi. Và trên không là sự đụng độ rất lớn đối với các đơn vị chiến đấu cơ của chúng ta và lực lượng Busan Land. Khá là căng thẳng rồi đây mày, chúng ta buộc phải sử dụng một item tổng số phòng thủ ngay lập tức rồi. Tăng giật bên phía lực lượng quân xanh thực sự là di chuyển khá chậm, nhưng họ có lực đạp quá lớn ở đây mày. Chúng ta đã phải phát ra một tín hiệu SOS cấp cứu rồi. Hy vọng rằng đồng minh ta sẽ kéo qua hỗ trợ ta một cách nhiệt tình. Các bạn ơi, đang cố gắng di chuyển những đơn vị tăng Jaguar kết hợp với một đơn vị xe khói có thể hỗ trợ chúng ta phòng thủ căn cứ ngay lập tức. Bởi vì nếu không thì chúng ta thực sự chỉ còn đúng cái này thôi. Một tử 12. Đồng minh vã vừa sử dụng một đơn vị và hai ném bom Abachop, ném bom liên tục. Và ngay sau đó là những đơn vị chiến đấu cơ liên tục bắn phá vào các đơn vị xe rớt của phía lực lượng quân sành. Chúng ta vẫn có những đơn vị tăng Jaguar và liên tục sản xuất ra thêm những đơn vị lính hai, cố gắng phòng thủ cho căn cứ một cách tới cùng anh em ơi. Tiếp tục là một item tổng số tấn công bằng vàng. Đã quá có nhiều, rất nhiều tốn kém rồi. Lực đàm của tăng giót thật sự là quá mạnh mẽ đẹp. Tăng gia của chúng ta chỉ sau khi hứng chịu khoảng 3 lực đàm từ phía lực lượng tăng giót mà chúng ta đã muốn hết máu rồi. Đội mình đã có khá nhiều các đơn vị tăng Jaguar và lực lượng quân xanh đã rút lui rồi. Có lẽ là họ đã tính toán là không đủ lực đạn để tiếp tục tiến công. Một thứ 13. Một cơn sóng vừa qua và chúng ta vừa thấy được lực lượng bộ binh xanh đã dằn mình chúng ta rồi. Đã có những tổn thất. Và họ vẫn còn khá nhiều các đơn vị tăng giớt kết hợp với lính bộ binh bè. Những đơn vị lính phun lửa và có khả năng nhảy cao rất tốt và đẹp. Mà chúng ta vẫn đang cố gắng ném bom và đã phá hủy được một dàn sản xuất xe tăng 3 từ phía lực lượng của xanh. Chúng ta còn chưa kịp nhìn anh em ơi. Và ngay lập tức thì không quân bên phía lực lượng của xanh làm đã bắn phá liên tục vào các đơn vị máy bay ném bom Abachop của đồng minh chúng ta. Tuy nhiên thì các đơn vị máy bay level 2 đã phải cất cánh lên và cố gắng đánh chặn và tiêu diệt bớt các đơn vị máy bay chiến đấu từ phía lực lượng của xanh. Đồng minh lâm ta là máy bay khá tốt và đẹp, vừa có khả năng điều khiển máy bay ném bom và đồng thời là điều khiển những đơn vị máy bay chiến đấu level 2. Chúng ta đang phải cố gắng xây dựng ra các bức tường anh em ơi. Máy bay Neon Thor là chuẩn bị ném bom rồi. Mục tiêu của họ là nhà sản xuất máy bay của chúng ta rồi anh em ơi. Ngay lập tức thì các đơn vị chiến đấu cơ của đồng minh ta đã bay lên và sẽ cố gắng bắn phá và tiêu diệt họ đến 3 đơn vị máy bay Thor từ phía lực lượng quân xanh. Quân xanh vừa ném vào một nhà máy bay sản xuất máy bay của chúng ta. Nó chỉ mới ở level 1 thôi mà họ đã mất đi đến 3 đơn vị máy bay ném bom Thor. Một tổn thất khá lớn ở đây mày. Như vậy là quân xanh nước biển vẫn đang cố gắng chiếm lấy được thùng tài nguyên lớn ở phía trên đây rồi. Rất nhiều các đơn vị tăng giót rồi. Đồng minh đang cố gắng di chuyển ra phía bên ngoài
những đơn vị tăng Jaguar và hai đơn vị xe khói. Hyperdrop lại tiếp tục cất cánh lên và chuẩn bị ném bom. Và mục tiêu là những đơn vị xe gió từ phía lực lượng quân xanh. Có quá nhiều tổn thất anh em ơi. Đồng minh đã điều khiển các đơn vị bay ném bom rất chính xác. Không quân bên phía lực lượng quân xanh lại tiếp tục bay lên và cố gắng đánh chặn chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều các đơn vị bay chiến ném bom kết hợp với các đơn vị chiến đấu cơ máy bay level 2. Tiếp tục là kế hoạch chiếm lấy trung tâm nguyên lượng ở góc phía trên giữa bản đồ. Và chúng ta chuẩn bị chiếm lấy được ở phía dưới đây rồi. Liên tiếp là những trung tâm nguyên mà chúng ta và đồng minh đã chiếm lấy được nó rồi em ơi. Có lẽ là quân xanh đã rất bất lực khi họ đã dồn rất nhiều các đơn vị lính, các đơn vị tăng giót, các đơn vị lính bà, nhưng không đủ lực để có thể chiếm được bất kỳ một thùng tài nguyên nào cả. Và đã có khá nhiều các tổn thất với các đơn vị bay ném bom thò kết hợp với các đơn vị bay chiến đấu về Tết anh em ơi. Họ xây dựng rất nhiều các tháp phòng thủ trên không. Có lẽ là họ đã phải ném chạy rất nhiều các đợt ném bom từ các đơn vị máy ném bom từ đồng minh chúng ta. Những đơn vị máy ném bom chiến thuật Abajop anh em ơi. Và họ đã đề phòng hơn, buộc phải sử dụng thêm những tháp phòng không kết hợp với các đơn vị quay chiến đấu cơ và sản xuất thêm những đơn vị xe phòng không thì mới đủ lực để có thể ngăn chặn những đơn vị máy ném bom chúng ta. Và tiếp tục là Abajop anh em ơi. Mục tiêu là nhà sản xuất máy bay từ phía lực lượng quân xanh. Chúng ta đã tổn thất đi một đơn vị Abajop và thêm một đơn vị nữa rồi. Không quân bên phía quân xanh lại tiếp tục truy đuổi chúng ta. Đồng minh chúng ta đang cố gắng di chuyển các đơn vị tăng Jaguar kết hợp với xe khói và chuẩn bị cho một buổi tiến công vào căn cứ lực lượng quân xanh. Chúng ta đã dàn trải đội hình ra rất nhiều, có khá nhiều các đơn vị xe phòng không ở khắp mọi nơi. Kết hợp bên cạnh đó là những đơn vị tăng Jaguar. Chúng ta cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là bảo vệ đường không anh em ơi. Đồng minh vẫn đang cố gắng tiếp cận vào căn cứ lực lượng quân xanh. Và đây là phút thứ 17 của trận đấu. Và quân xanh đã dè chân hơn và đã rút lui phía bên ngoài. Rút vào trong rồi lại lao ra phía bên ngoài. Và đây là một đợt giao chiến tổng lực từ phía lực lượng quân xanh và đội chúng ta. Tăng Jaguar đã chống càng lên, khói đã được bật và liên tục là những đợt bắn liên tục từ phía đồng minh ta. Một trận đấu rất căng thẳng anh em ơi. Và bây giờ là sự một đối đầu với tăng Zod rồi. Zod đã được bật lên bởi các đơn vị xe khiên, họ đã được tăng lực chép và chúng ta ngay lập tức đã điều thêm các đơn vị xe nhiễm kết hợp với tăng ba ra phía bên ngoài. Giao chiến tổng lực kết hợp cùng với đồng minh và cố gắng tiêu diệt bớt các đơn vị tăng Zod anh em ơi. Một sự đụng độ quá khủng khiếp ở phút thứ 18. Đã có rất nhiều tổn thất bên phía chúng ta và đồng minh. Tuy nhiên thì lực lượng xanh cũng đã có khá nhiều tổn thất khi họ mất đi rất nhiều cái đơn vị xe tăng rớt cái đồng vị lính bà. Đụng độ với những đơn vị máy bay ném bom Abajop của chúng ta rồi. Chúng ta vừa ném bom hụt rồi đêm ơi. Một tổn thất khá lớn cho phía chúng ta thì chúng ta đã ném bom hụt và mất đi một số lượng các đơn vị tăng Jaguar kết hợp với các đơn vị bay ném bom chiến thuật Abajop. Một kế hoạch không thành công. Nếu như chúng ta ném bom chính xác thì có lẽ là tốt hơn. Chúng ta vừa phá hủy được một tòa nhà từ phía lực lượng xanh bằng những đơn vị lính hai. Một mũi tiến công nghi binh. Tuy nhiên thì ngay lập tức thì quân xanh đã đề phòng rồi. Quá nóng nực anh em ơi. Một trận chiến mà chúng ta cảm thấy là rất căng thẳng. Cái lực lượng quân xanh là những người chơi thật sự là quá pro VIP. Họ có quá nhiều huy chương anh em ơi. Một đối thủ rất đáng gờm. Và chúng ta và lực lượng quân địch đã phải sử dụng những chiến thuật đánh thật sự là an toàn, rút lui ngay khi cần thiết. Bởi vì chỉ cần một phút sơ suất thôi, chúng ta có khả năng sẽ thua cả trận đấu này anh em ơi. Quân xanh đang điều ra các đơn vị bay chiến đấu và họ đang cố gắng phá hủy bớt các đơn vị tăng Jaguar của chúng ta. Chúng ta đã sử dụng rất nhiều các đơn vị xe phòng không và cố gắng cài cắm ở khắp mọi nơi trên bản đồ.
nhưng họ đã liên tục bắn phá và tiêu diệt bớt chúng ta rồi. Đồng minh chúng ta vẫn đang cố gắng sản xuất thêm những nó vời tăng khỏi cái đập với tăng Jaguar. Xe khỏi và tăng Jaguar là những con bài chủ lực bên phía lực lượng quân đội chúng ta. Và Amachop chuẩn bị ném bom tiếp tục anh em ơi. 5 đơn vị bay ném bom chiến thuật Amachop để chuẩn bị là mục tiêu của căn cứ lực lượng quân xanh. Tuy nhiên thì họ cũng đã cất cánh các đơn vị bay ném bom 2 rồi. Bay chiến đấu 2 rồi anh em ơi. Có ném được hay không? Ta đã tốn rất nhiều thời gian để bay vòng. Đã phá hủy được một sân bay và một nhà sản xuất máy bay level 2 từ phía lực lượng quân xanh. Tuy nhiên thì chúng ta đã mất đi đến 5 đơn vị bay ném bom Amachop rồi anh em ơi. Một tổn thất khá lớn. Không quân kết hợp với phòng không bên phía lực lượng xanh thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Đồng minh đang cố gắng di chuyển những đơn vị tăng Jaguar kết hợp với xe khói và xe diễm và chuẩn bị tiến công vào căn cứ lực lượng xanh. Họ có rất nhiều Hammer và xe rớt rồi anh em. Đến hai xe khiêng. Đụng độ tổng lực rồi. Đồng minh chúng ta đã buộc phải rút ra phía bên ngoài vì không đủ lực đẹp. Xe khiêng bên phía lực lượng xanh chỉ cần nó bật lên thì lực giáp bên phía lực lượng xanh sẽ khiến cho họ trở nên rất trâu anh em ơi. Mà chúng ta cứ cố chấp mà ào vào thì có lẽ là chỉ còn đúng cái nịt. Phải hết sức thận trọng anh em ơi. Không quân bên phía lực lượng xanh lại tiếp tục xuất kích và họ cố gắng bắn phá và các đơn tiêu diệt các đơn vị tăng Jaguar của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa có khói, chỉ có đồng minh chúng ta mới có khói thôi anh em. Tuy nhiên thì việc cài cắm các đơn vị xe nhiễm ở khắp mọi nơi trên bản đồ là hợp lý vào lúc này. Đánh chặn và tiêu diệt bớt các đơn vị máy bay chiến đấu level 2 từ phía lực lượng quân xanh là hợp lý. Và có lẽ lực lượng quân xanh đang cố gắng tiến công ra phía bên ngoài rồi. Có rất nhiều các đơn vị tăng sốt, xe phòng không, xe khiêng và cả lính bộ binh bè. Chúng ta phải sẵn sàng cho những kịch bản chiến đấu thôi. Máy bay 2 bên phía lực lượng quân xanh vừa trăng săn lùng chúng ta rồi. Họ đang cố gắng chính xác để tìm thấy một phương án tấn công hợp lý anh em ơi. Thật sự là những người chơi ở đẳng cấp cao thì họ chơi rất thận trọng. Và họ đã rút lui ra phía bên trong và đẩy các đơn vị xe phòng không ra phía bên ngoài. Và đây là cơ hội cho chúng ta và đồng minh bắt đầu giao chiến rồi anh em ơi. Và đã tiêu diệt hầu hết các đơn vị xe phòng không từ phía lực lượng quân xanh. Và ngay lập tức thì có đến 6 đơn vị chỉ động cơ bên phía lực lượng xanh đã phải bay ra phía bên ngoài. Chúng ta thì có khá nhiều xe nhiễm và xe khói để bọc lót rất tốt cho các đơn vị tăng Jaguar. Quân xanh đã rút lui và vứt ra sát bên trong căn cứ của họ rồi. Đụng độ tổng lực giữa đồng minh chúng ta và lực lượng quân xanh. Quân xanh đã tổn thất khá nhiều các đơn vị lính bộ bên bè. Chúng ta cũng đã kéo lên phía trên rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar. Máy bay ném bom vừa ném bom. Và lực lượng quân xanh đã mất đi rất nhiều các lượng máu anh em ơi. Và họ đã tổn thất rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar. Tăng rớt rồi. Và chúng ta vẫn có rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar liên tục bắn phá vào các đơn vị tăng rớt từ phía lực lượng quân xanh. Hơi rối rồi anh em ơi. Lực đàm của họ thật sự là quá mạnh mẽ và họ đã được bật khiên lên. Chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể hỗ trợ lực đàm cho các đơn vị tăng Jaguar từ phía đông bên chúng ta. Giao tranh rất khốc liệt ở phút thứ 24 của trận đấu anh em ơi. Hai bên đang cố gắng giằng co và chiếm lấy ưu thế trên chiến trường. Chúng ta và đồng minh đã sử dụng rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar kết hợp với xe khói, nhưng có lẽ là vẫn không đủ lực đàm khi quân xanh vẫn có khá nhiều các đơn vị tăng gió kết hợp với xe khi. Và đồng thời là họ được hỗ trợ bởi các đơn vị máy bay ném bom, máy bay ném tấn công chiến lược, máy bay ném level 2 anh em ơi. Thật sự là mình đã rối lên rồi. Và có lẽ là đang nói lắp luôn rồi anh em ơi. Một trận đấu thật sự là quá khủng khiếp. Đồng minh chúng ta đã có được phần ưu thế hơn rồi. Xe khiên đã hết năng lượng. Và chúng ta vẫn còn rất nhiều cái đơn vị xe khói. Và đồng thời là có rất nhiều cái đơn vị tăng Jaguar từ phía dân binh chúng ta kết hợp với cái đơn vị xe nhiễm chúng ta rồi. Chúng ta đang kìm kẹp lực lượng quân xanh ở cả hai hướng anh em ơi. Amachop lại tiếp tục ném bom.
giao chiến tổng lực cả dưới bộ lẫn trên không, liên tục là các đơn vị bay đếm bom kết hợp với bay chiến đấu level 2. Và đây là phút thứ 25 mà chúng ta chuẩn bị mở ra một đợt tiến công bất ngờ và kỹ căn cứ lực lượng xanh. Có lẽ là không còn là bất ngờ nữa rồi anh em ơi, bởi vì họ đã biết tuyệt các phương án chiến đấu của ta rồi. Đụng độ với rất nhiều các đơn vị xe tăng gió bên phía lực lượng của xanh, nhưng chúng ta vẫn còn các đơn vị xe khói kết hợp với tăng Jaguar và cả xe nhím. Bài chiến đấu từ phía lực lượng xanh vẫn đang quán bảo vệ căn cứ của anh em ơi. Biên hòa vẫn đang phải đụng độ với rất nhiều các đơn vị xe nhím của phía chúng ta, và tổn thất là rất lớn bên phía không quân, bên phía lực lượng xanh vẫn tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar kết hợp với xe nhiễm ở khắp mọi nơi. Quân xanh đang cố gắng co cụm lại và phòng thủ căn cứ rồi. Phút thứ 26, đụng độ liên tục anh em ơi. Họ phòng thủ quá chặt chẽ, ta đang cố gắng xuyên thủng ra phòng thủ từ phía họ. Và đã có 4 đơn vị bay ném bom Abachop vừa ném bom và tổn thất rất lớn bên phía lực lượng quân xanh. Họ đã sử dụng rất nhiều các đơn vị chiến đấu cơ bay phía bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều các đơn vị xe nhiễm. Tổn thất rất nặng nề bên phía lực lượng quân xanh và chúng ta đang có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng trong trận đấu này. Phút thứ 26 rồi. Tiếp tục là giao tranh. Đồng minh đã phải rất vất vả thì phải vừa lái máy bay và vừa điều khiển xe tăng anh em ơi. Một trận đấu thật sự là quá khốc liệt. Lực lượng quân xanh đã có những lúc tấn công vào phía căn cứ chúng ta, tuy nhiên thì bây giờ họ đang phải đếm dài những đợt tiến công như vô bão từ phía đồng minh chúng ta và cả chúng ta rồi. Những đơn vị tăng Jaguar đã chống càng lên và liên tục bắn phá vào các tòa nhà bên phía lực lượng quân xanh. Và mình là Hiếu Nguyễn và đây là Hiếu Nguyễn ngôi Savi TV. Anh em thấy trận đấu này thật sự là căng thẳng và quá hay, thì hãy nhớ cho mình và đồng minh một like nha. Và hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới cảm nghĩ của anh em về trận đấu này. Rất mệt mỏi anh em ơi, rất căng thẳng. Một sự giao tranh rất khủng khiếp. Chiến đấu kết hợp vừa ở trên không và cả những đơn vị xe tăng 3 kết hợp với lính bộ binh. Điều khỏi lái máy bay và lái xe tăng liên tục. Và cái kết là chúng ta đã giành chiến thắng là chắc chắn đến 90% rồi đây mày. Quân xanh vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể phòng thủ được căn cứ, nhưng chúng ta và đồng minh đã di chuyển rất hợp lý, điều phối rất nhiều các đơn vị tăng Jaguar kết hợp với các đơn vị máy bay ném bom chiến thuật Abachop để bom liên tục vào những vị trí quan trọng từ phía lực lượng quân xanh, và đồng thời là sử dụng những đơn vị máy bay 2 cố gắng đánh chặn những đơn vị máy bay chiến đấu từ phía lực lượng quân xanh. Và đây em lại lợi thế trên chiến trường cho chúng ta, và chiến thắng gần như là chắc chắn. Và đây là phút thứ 28, Abachop tiếp tục ném bom anh em ơi. Mục tiêu là trung tâm chỉ huy từ phía lực lượng của xanh. Một trận đấu rất hay, tàn nát hết tất cả rồi. Của xanh vẫn đang chiến đấu tới cùng, thật sự là một người chơi đánh rất hay đây mày. Họ đã chơi khá thận trọng và đã có những lúc mà họ đã chiếm được ưu thế trên chiến trường. Chúng ta và đồng minh đã điều phối quân một cách hợp lý, khiến cho họ trở nên rất khó khăn khi phải liên tục phòng thủ căn cứ, dồn ép liên tục đến từ phía đồng minh chúng ta và cả chúng ta. Là kết thúc là chiến thắng anh em ơi. Phút thứ 29, chiến thắng là chắc chắn rồi. Anh em tới đây thì hãy nhớ cho mình một like nha, và hãy nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video mới nhất trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngô Savi TV. Xin chân thành cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và đồng hành cùng Hiếu Nguyễn Ngô Savi TV. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chiến thắng rồi!